Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại kênh PMT Củ Chi nha. Hôm nay mình cũng lên clip tiếp tục mà sáng giờ quay nó mưa quá, vừa tạnh mưa tí thì mình gắng mình tranh thủ mình quay. Rồi bây giờ sẽ quay và test con máy ngày hôm nay. Thì máy này là 8 sò MOSFET nha. Cái con số thông số của sò là 2SK1018. Đó, sò là giống của Aridang đó các bạn. Bây giờ mình sẽ test trước cho các bạn nghe cái chất âm. Con này hát cũng rất là ok, và cái giá con máy này mình thanh lý nha, thanh lý cực kỳ phải chăng cho các bác luôn. Bác nào xem qua ưng ý thì cứ liên hệ mình để chốt con máy này. Tiếng nghe rất là sáng, bởi vì nó chạy 8 MOSFET nha các bạn. Dàn nốt ốp phê là bao sử dụng tốt luôn, đã kiểm tra và test kỹ lưỡng. Ở đây chúng ta thấy là cái nút master là nằm riêng biệt ở đây ha. Còn ba con này là chỉnh bá trùng chép, trống chép đều ở đây ha. Còn cái tiếng mà master tổng vừa mid và phần nhạc là nằm ở góc này. Đó, còn bên đây là nó cũng có một cái khác nữa là hai mic nằm ở đây, còn cái echo nằm ở trên. Đó, nó đảo cái bo lại các bạn. Và cái mặt này là mặt quay nhôm. Cái hiệu con máy này là KH, cái hiệu là KHI, KHI, hiệu cũng là các bạn. Nhưng mà máy này là được gáp linh kiện ngon nha, linh kiện ngon và chạy 8 MOSFET của dòng Aridang luôn, 2SK1018. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vô mình test cho các bác nghe. Trời cũng đang mưa lâm râm á các bạn, tranh thủ quay để tí mưa lớn nữa. Có ba lăng căng lo, ba lăng nằm ở đây. Đây, một kênh nè, kênh ngược lại nè. Dàn nốt dặn tới đâu ốp phê tới đó. Nhấn nút lô nét nè các bạn, ở đây nè. Nhả ra, nhả ra ha. Tiếng ra rất là hay các bạn. Chép dặn là lên liền. Rồi nôm na là cái phần nhạc mình test nghe âm sắc cực kỳ tốt. Tiếp tục mình sẽ test phần echo. Echo ở đây sử dụng là 2399, nhưng mà trang bị linh kiện và cái bo cũng rất là ngon, nên cái tiếng vang nhạy đảm bảo là các bạn ca dễ hát luôn, dễ hát echo vang. Rồi test ha. Lên một khi bắt alo 5 6 7 8 9 alo 1 2 3 4 5 6 alo. Đó, vang nhạc là cũng tương đối hay, có delay và cái tiếng hút nó nhẹ hát. Lên ba hồn lỡ xa nhau đôi mắt em chiều áo xò tóc ngồi bên xuyên alo một hay. Mình test mô phỏng thôi nha các bạn, mình bảo đảm là con máy hoạt động tốt 100%, nghe nhạc karaoke ngon lành trong cái tầm giá. Đó, tiếng vang là nó bay bổng luôn. Đặc biệt cái tiếng sò MOSFET ra là âm thanh cực kỳ trong trẻo nha. Rồi bây giờ sẽ đến cái phần review nội ngoại thất của cái con máy. Bác nào xem qua ưng ý thì cứ liên hệ mình. Mặt pha nhôm thiết kế cũng lạ nha. Hình thức con máy có sao quay vậy nha các bạn, y như hình. Rồi dặn lên miếng chép nữa cho máu, cho lên lô nét luôn ha. Đó. nắp máy liên lạc. Nắp máy liên lạc màu đen. Đây bên trong nội thất. Máy này chạy 8 MOSFET, kéo được một cặp lo 25. Ở đằng sau là ghi 200W một kênh. Tê bị thanh trận, chỉ mất 2 phút thôi, bác sĩ Nguyễn Hồng Xiêm sẽ chỉ cho bà con. Có quảng cáo tắt cây vào. Ok ha. Ở con máy có ghi thông số đằng sau là 200W một kênh. Công nghệ USA. Có cầu chữ U, cổng AB nè. Mixer. Mic này không có đường outlet nha các bạn. Đó. Đây là full nội thất của cái máy. Rồi bây giờ con máy này mình thanh lý cái giá là 650.000. Bạn nào xem qua nghĩ thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0392335558. Đó, liên hệ đặt hàng, vui lòng cọc tiền trước nha, 650 không bao ship. Máy là hát tốt full chức năng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vô chi tiết. Ở đây tăng phô là 15A, tăng phô là được quấn cái lõi dây nè. Chúng ta thấy cái kích cỡ cái dây ra rất là to nha. Đây nè, 15A. Bo nguồn đây có mạch relay, có cái relay bảo vệ lo. Và chúng ta thấy là 3 con transistor ở đây có nhiệm vụ là bảo vệ dò DC khi mà lỗi là cái máy đã ngắt cái mạch relay liền, không cho ra lo. Mạch bảo vệ có nha. Ở đây chạy một cặp tụ và cặp tụ này mình đã chích keo xung quanh cái chân, gia cố cho nó chắc chắn, nếu mà lỡ đi đường xa thì nó cũng an tâm hơn ha. Chích vòng cái chân cho nó cứng cáp nha các bạn. Đó, giờ cầm mình cứng tay, không xúc lắc. Quan trọng ở đây là máy còn zin, công suất là đẹp luôn. Bây giờ cái phần quan trọng là cái phần linh kiện của con máy nha các bạn. Ở đây là linh kiện như thế này nè, linh kiện là chân lớn không, sò là sò MOSFET nha. Đó, chúng ta thấy chữ 2SK1018. Đây giờ cũng hơi rung, nó lắc các bạn. Máy chạy là 8 con MOSFET. Nhôm 2 tắc cao nha, cao nóc máy nè, nhôm lớn. Máy chạy ổn định không nóng nha. Đặc biệt hát full chức năng. Hành lý cái giá chỉ 650k. Bên đây như vậy luôn nha các bạn. Máy linh kiện còn đẹp và chạy là 8 MOSFET, một bên 4 con. Zin. Công suất chưa qua sửa chữa. Hàng zin giá rẻ. Rồi đến cái phần rề luôn. Đây linh kiện các bạn thấy nha. Chân trà ná không, điện trở, chân lớn, đồng. Đây sử dụng là echo là BT2399. Ở đây có một cái mạch gì nữa không biết các bạn. Người ta có thể người ta làm cho cái âm sắc nó hay hơn. Ở mạch có con echo, có con IC 8 chân bo số. Cái đó thì mình không biết cái con đó con tên gì nên mình cũng không báo được ha. Máy zin, hình thức là có sao để vậy. Linh kiện toàn bộ là chăn chà ná không. Đây mình quay mô phỏng nè. Full con máy là linh kiện điện trở như thế này không nha. Đó. Rồi rồi các bạn có thể đánh giá được con máy hàng này. 8 MOSFET, linh kiện còn đẹp và chân điện trở, chân lớn, chân đầm. Hình thức zin, công suất chưa qua sửa chữa. Đặc biệt máy hát tốt và giá cực kỳ rẻ. Rồi trời nó mưa tiếp rồi các bạn. Rồi video mình quay tới đây kết thúc. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Con máy này là 650k. Ai chốt thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0392335558 để đặt hàng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.